Nếu bạn cảm thấy chán ngấy đi những cái chiếc hình nền mặc định nhàm chán trên chiếc Smart Pen, chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng là bạn có thể biến những cái khoảnh khắc đáng nhớ thành những cái hình nền độc đáo, cá nhân hóa các chiếc Honor Joy Band của mình. Để tùy chỉnh các hình nền trên cái vòng đeo tay này thì các bạn sẽ vào ứng dụng này. Các bạn vào đây thì các bạn thấy trong đây thì chúng ta sẽ có cái trung tâm mặt đồng hồ này. Đó, có rất nhiều cái mặt đồng hồ để các bạn chọn. Rồi bây giờ đây thì mình sẽ chọn ảnh nè. Đó, các bạn thấy dưới đây thì lúc mà nãy mình quay mình có để hình em gái mình nè. Đó, bây giờ đây thì các bạn thấy bấm vào đây bạn chọn ảnh. Thì đây nó hỏi là bạn muốn chọn ảnh chụp hay là album. Thì mình sẽ chọn album. Thì trong đây mình có một cái album mình để test sẵn rồi nè. Đây là hình của mẹ mình, cháu mình. Đó, thì các bạn có thể bấm vào chọn vào đây. Đã hoàn thành. Lúc này thì các bạn có thể rớp, nhưng nếu các bạn chọn khung ảnh rộng hơn thì các bạn sẽ rớp nó dễ hơn. Đó, ví dụ đây mình chọn đứa cháu mình. Đó, các bạn thấy lúc này thì hình của đứa cháu mình nó đã trên cái mặt đồng hồ này. Mình nghĩ anh em có thể để hình con của mình hay là hình vợ gì đó. Thì khi mình làm việc mình mở cái đồng hồ lên và cũng rất là vui. Các bạn sẽ lưu ý giúp mình nữa là đây thì bạn thấy là có cái giờ nè, cái giờ và ngày tháng nó đang nằm ở góc dưới, bạn muốn chọn góc trên cũng được. Bấm lưu đó, thì cái giờ nó sẽ nhảy lên trên tùy theo cái tấm hình của các bạn mà các bạn có thể chọn trên hay dưới. Rồi mình sẽ quay tiếp lại đây đó, như đây hình mình có hình em gái mình nữa nè. Rồi mình chọn ở đây đó, mình sẽ rớp hình em gái mình ngay giữa. Rồi chúng ta sẽ chọn lưu. Đó, nếu mà bạn muốn cái hình này, nếu mà cái ngày giờ nó che ngay mặt em gái mình rồi, mình sẽ chọn cái ngày giờ ở xuống dưới. Là với những cái hình nền tùy chỉnh như thế này thì các bạn chỉ tối đa được 5 hình thôi. Ở đây thì mình đã test là 1, 2, 3, 4, 5. Nó chỉ được 5 hình thôi. Nếu mà các bạn muốn thêm những cái hình mới thì các bạn bấm vào chỉnh sửa và các bạn sẽ xóa bớt. Còn bình thường thì các bạn thấy là tối đa đây để được 5 hình tùy chỉnh thêm là 1, 2, 3, 4, 5. Đó, đây là 5 cái ảnh thì mình nghĩ là một cái album gia đình thì các bạn có thể chọn 5 ảnh là được rồi. Ngoài ra nếu mà các bạn chán những cái hình ảnh này thì các bạn có thể quay về tùy chỉnh những cái mặt đồng hồ được cài đặt sẵn trên cái ứng dụng này. Có rất nhiều, hơn 100 cái mặt đồng hồ là các bạn có thể tùy chọn qua lại. Nhưng mà mình nghĩ là để được 5 cái hình ảnh của những người thân trong gia đình thì phải nói là rất kỷ niệm rồi. Cá nhân mình thì rất thích đặt hình nền là những cái khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và người thân trên cái chiếc Honor Joy Band. Nó vừa giúp mình cá nhân hóa chiếc vòng đeo tay, vừa là cách để mình lưu giữ những cái kỷ niệm đẹp mỗi ngày khi mà mình nhìn vào. Hãy chia sẻ phần bình luận bên dưới cái hình nền mà các bạn muốn đặt nhất. Và các bạn đừng ngần ngại chia sẻ hình nền yêu thích của mình, cũng như là các bạn cảm nhận như thế nào về cái tính năng này trên cái chiếc vòng đeo tay Honor Joy Band. Thì các bạn hãy bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn và mình sẽ chia sẻ cùng các bạn nhiều cái tính năng hay ho trên cái chiếc vòng đeo tay với cái mức giá rẻ vào chỉ vào khoảng 600.000 thôi.